Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu chỉ ra điều mà ông cho là sai lầm của phương Tây khi bỏ lỡ cơ hội vô hiệu hóa Nga vào những năm 1990. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Russia24 được phát sóng ngày 10 tháng 9, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu nhớ lại, vào năm 1994, Tổng thống Nga khi đó là Boris Yeltsin nói với người đồng cấp Mỹ Bill Clinton rằng Nga phải là quốc gia đầu tiên gia nhập NATO. Nga đã phải chịu cuộc khủng hoảng tài chính sâu sắc giữa những năm 1990 và phải dựa vào viện trợ nước ngoài. Do đó, Nga sẵn sàng gia nhập nếu được phương Tây ngỏ lời. Ông Shoigu bình luận, họ đã phạm sai lầm. Lẽ ra họ nên đưa chúng tôi vào Liên minh châu Âu càng sớm càng tốt và chúng tôi sẽ giống như các thành viên EU làm bất cứ điều gì chỉ cần một mệnh lệnh từ bên kia đại dương. Để dẫn chứng cho quan điểm của mình, ông Shoigu đề cập đến vụ việc liên quan đến các tàu sân bay trực thăng lớp Mistral của Pháp mà Nga đặt hàng vào năm 2011. Washington đã gây áp lực buộc Paris hủy bỏ bản hợp đồng hiện phương Tây chưa bình luận về phát ngôn của quan chức Nga. Mối quan hệ giữa Nga và phương Tây leo thang căng thẳng những năm gần đây, đặc biệt sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022. Mỹ và các đồng minh phương Tây đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt lên Nga, trong khi tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Vào hồi tháng 6, Điện Kremlin tuyên bố Nga đang xem xét việc giáng cấp quan hệ ngoại giao với phương Tây vì mâu thuẫn liên quan đến xung đột ở Ukraine. Nga cũng coi việc NATO mở rộng về phía đông là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Trong khi đó ở bên kia đại dương có không ít tiếng nói bày tỏ thái độ không chống Nga, điển hình là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump cảnh báo các chính sách của Đảng Dân Chủ sẽ đưa Mỹ tới Thế chiến thứ ba trong cuộc tranh luận với đối thủ Kamala Harris. Tối ngày 10 tháng 9, ông Trump đã tranh luận với đối thủ Đảng Dân Chủ Kamala Harris. Hai ứng viên đã trình bày các chính sách đối nội đối ngoại đồng thời chỉ trích lẫn nhau trong một sự kiện quan trọng nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri. Về cuộc chiến ở Ukraine, ông Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột trước khi tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai nếu ông thắng cử. Ông nói, tôi muốn chiến tranh chấm dứt, tôi muốn cứu mạng người, mọi người đang mất mạng và thực tế tệ hơn nhiều so với những con số mà bạn nhận được. Ông Trump cũng cho rằng vị thế của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden là không vững chắc trong việc giải quyết các xung đột ở Ukraine và Gaza. Ông cảnh báo, nếu Đảng Dân Chủ thắng cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, nước Mỹ sẽ phải đối mặt với nguy cơ kéo vào chiến tranh thế giới thứ ba. Ông Trump tuyên bố, Tôi biết rất rõ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và tôi biết rất rõ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tôi có mối quan hệ tốt và họ tôn trọng tôi. Ông cũng cáo buộc chính quyền Mỹ hiện tại thậm chí không còn cố gắng ngăn chặn cuộc xung đột ở Ukraine mặc dù thực tế là cuộc khủng hoảng này đang rất cần được giải quyết. Trước đó, cựu Tổng thống Mỹ nhiều lần tuyên bố xung đột Ukraine và ở giải Gaza sẽ không xảy ra nếu ông còn tại nhiệm. Trong cuộc tranh luận, ông Trump đã không trả lời câu hỏi liệu Mỹ có được hưởng lợi từ chiến thắng của Ukraine trước Nga hay không. Thay vào đó, ông nói rằng việc chấm dứt giao tranh và đạt được một thỏa thuận hòa bình là vì lợi ích của Mỹ. Ông nhấn mạnh, tôi nghĩ rằng lợi ích tốt nhất của Mỹ là kết thúc cuộc chiến này và chỉ cần đàm phán một thỏa thuận vì chúng ta phải ngăn chặn tất cả sinh mạng con người đang mất đi. Ông chỉ trích ông Biden vì thiếu liên lạc với Nga về việc giải quyết xung đột ở Ukraine. Ông nói, ông Biden không biết cách nào trao đổi với ông Putin. Ông ấy không biết cách ngăn chặn xung đột ở Ukraine và bây giờ có nhiều người chết và tình hình chỉ trở nên tồi tệ hơn. Trước đó, ông Trump cho biết ông đã có một kế hoạch rất chính xác để chấm dứt cuộc xung đột hiện tại giữa Nga và Ukraine cũng như chính sách với Trung Quốc nếu tái đắc cử. Ông tuyên bố, tôi không thể nói cho bạn những kế hoạch đó bởi vì nếu công bố với bạn, tôi sẽ không thể sử dụng chúng và chúng sẽ không thành công. Ông Trump nhiều lần nói về một kế hoạch cụ thể nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử. Các cố vấn hoặc những người thân cận của ông thỉnh thoảng công bố các đề xuất nhưng chúng chưa chắc đại diện cho quan điểm của ông Trump. Đến nay, Nga và Ukraine cũng như các giới chức phương Tây đều tỏ ra hoài nghi về khả năng chấm dứt xung đột ở Ukraine của ông Trump. Trước đó, trả lời về quan điểm của Tổng thống Putin, ông Donald Trump cho biết Tổng thống Nga đã làm tổn thương ông khi tuyên bố ủng hộ ứng viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris. Vào ngày mùng 7 tháng 9, ông Trump phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở thành phố Mosin, Wisconsin. Tôi biết ông Putin tôi biết ông ấy rất rõ. Hôm trước ông ấy đã ủng hộ bà Kamala. Ông ấy đã ủng hộ Kamala. Tôi bị tổn thương về điều đó. Khi được hỏi trong một diễn đàn kinh tế quốc tế tại Vladivostok vào ngày 5 tháng 9 rằng liệu có ứng viên yêu thích nào trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hay không, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông cũng theo người Mỹ đồng cấp Joe Biden ủng hộ ứng viên Kamala Harris. Nhà lãnh đạo Nga giải thích, ông Trump đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt với Nga hơn bất kỳ Tổng thống nào trước đó và đồng ý gợi ý rằng bà Harris có thể sẽ tiết chế những hành động như vậy. Mặc dù ông Trump cho biết ông không hiểu tại sao chủ nhân điện Kremlin ủng hộ ứng viên dân chủ. Ông nói, tôi tự hỏi sao ông ấy lại ủng hộ Kamala Harris. Một số hãng thông tấn của Mỹ, bao gồm CNN nhận định rằng nhà lãnh đạo Nga chỉ đang trêu đùa bà Harris. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối làm rõ ý của tổng thống, nói rằng nội bộ chính trị Mỹ không phải là vấn đề ưu tiên của điện Kremlin. Bản thân bà Harris không bình luận gì về vấn đề này, trong khi Nhà Trắng nói rằng ông Putin không nên thiên vị bất kỳ ứng viên nào. Tại cuộc vận động tranh cử, ông Trump cũng nhấn mạnh cuộc xung đột ở Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông là Tổng thống vào thời điểm đó. Tuy nhiên, Điện Kremlin vẫn tỏ ra hoài nghi. Ông Peskov gần đây nói rằng ông Trump không có cây đũa thần và nước Mỹ trước tiên nên ngừng gửi vũ khí cho Ukraine. Trong cuộc tranh luận vừa qua, bà Harris đang được đánh giá cao hơn ông Trump khi liên tục dồn ép khiến đối thủ rơi vào tình thế phải giải thích trong các cuộc tranh luận. Bà Harris bắt đầu cuộc tranh luận bằng cách chỉ trích thuế bán hàng của ông Trump đối với tầng lớp trung lưu. Bà ám chỉ kế hoạch tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu mạo cựu tổng thống theo đuổi, cho rằng nó sẽ khiến giá sản phẩm tăng, tạo gánh nặng cho các hộ gia đình. Vấn đề phá thai đã thúc đẩy một cuộc trao đổi kéo dài giữa hai ứng viên. Đỉnh điểm của màn đấu khẩu là khi người điều phối Lindsey David phải vào cuộc để bác bỏ tuyên bố sai từ Trump rằng một số bang cho phép giết trẻ sơ sinh ngay sau khi chào đời. Khi được hỏi liệu bà có ủng hộ bất kỳ biện pháp hạn chế nào đối với việc phá thai hay không, Harris cho biết bà ủng hộ khôi phục các biện pháp bảo vệ của phán quyết Roe chống lại Wade, vốn đã bị tòa án tối cao Mỹ bác bỏ vào năm 2022. Bà nói, Donald Trump chắc chắn không có quyền bảo phụ nữ phải làm gì với cơ thể của mình. Những người điều phối tranh luận hỏi ông Trump liệu ông có hối hận về vụ bạo loạn ở đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 hay không. Cựu Tổng thống không nghĩ rằng ông phải hành động khác đi vào ngày hôm đó, cho rằng những người tham gia cuộc bạo loạn đã bị truy tố một cách bất công. Bà Harris, người có mặt tại đồi Capitol vào sáng ngày 6 tháng 1 nhấn mạnh phản ứng của ông Trump đối với vụ bạo loạn không phải là một tình huống đơn lẻ và nhắc tới những sự việc trước đây khi cựu Tổng thống từ chối lên án các nhóm thù hận. Bà nhấn mạnh đối với tất cả những người đang xem và nhớ về ngày 6 tháng 1, chúng ta không cần thiết phải đối mặt với nó một lần nữa. Giới chuyên gia nhận định, ông Trump đã bình tĩnh trong những phút tranh luận đầu, nhưng nhanh chóng trở nên bị kích động trước loạt đòn công kích từ đối thủ. Bà Harris, người từng là công tố viên và tổng trưởng lý, đã nhắc đến những chủ đề nhạy cảm với ông, khiến ông Trump phải tung ra một loạt đáp trả mơ hồ và gây tranh cãi. Bà mỉa mai các cuộc meeting của ông Trump, khiêu khích ông bằng cách nói rằng mọi người thường bỏ về sớm vì kiệt sức và buồn chán. Ông Trump, người thường xuyên ám ảnh bởi quy mô đám đông ủng hộ mình và Harris, tại các sự kiện vận động tranh cử đáp lại rằng chúng tôi có những cuộc meeting lớn nhất, đáng kinh ngạc nhất lịch sử chính trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxify. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.